Nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp với các thánh tích linh thiêng đã trở thành nơi quen thuộc của nhiều người. Mỗi khi gặp khó khăn, bệnh tật, bế tắc trong công việc, trục trặc trong cuộc sống, mọi người chạy đến với cha để tâm sự, thở than và trút hết những lo âu cho cha, nhờ cha giúp đỡ. Hoặc cả ngay khi không gặp điều gì, nhiều người vẫn đến như thăm người cha hiền và ra về trong tâm trạng bình an, với cảm giác được cha che chở, phù hộ. Trương Bửu Diệp nay trên chốn vinh quang,
sông nước mênh mông, miền Tây cây trái chín ngon, nhưng bao nhọc nhằn dường mỗi bước chân trên đường. Ai đi theo Chúa gặp muôn hiểm nguy gian khó, nhưng Chúa quan phòng ban trang hồng ân bao la. Tình yêu thật là lớn lao, tình yêu trọn vẹn hiến trao vì lòng xót thương dạt dào. Cho dấu gian lao lòng luôn sâu sắc tình trung, cha trương bưu diệp nhân chứng đức tin kiên cường, noi gương con Chúa vì chiến mà quên thân sống. Nói gương con Chúa vì chiến mà quên thân sống. Nhạc thánh ngân cao, con mong rằng có tên cha. Người đã hy sinh, quên thân mình vì dân Chúa. Ngài đã ra đi, theo tiếng Chúa nhân từ. Từ đó quê cha, bao nhiêu người biết đến. Ngài ở trong tim, lòng người xa xứ như con. Ngài đã ban ơn cho muôn người tin khấn, và đã trao ban phép lạ giữa trần gian.